Trân trọng kính chào quý đầy tớ của Chúa và hết thảy quý ông bà anh chị em. Rất yêu dấu trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn đầy tớ Chúa, một sự quản nhiệm ban chấp sự đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội trở về thăm hội thánh sáng nay. Và vinh dự hơn nữa, ấy là tôi có cơ hội được giảng dạy lời Chúa với quý ông bà anh chị em. Mong rằng chúng ta vẫn cứ nhớ nhau trong ơn của Chúa, tiếp tục có những lời cầu thay, khích lệ cho nhau trong cuộc sống, để từng ngày chúng ta sống trên đất là những con người trải nghiệm được một cuộc đời thú vị ở giữa trần gian, sống động trong đức tin khi chúng ta mỗi ngày bước đi với Chúa cho đến khi chúng ta được gặp mặt Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, nói đến tin quyết như chủ đề của Hội Thánh đã đưa ra, tự nhiên ở trong nghĩa tự thì chúng ta đã hiểu được tin cậy là tin chắc, nương cậy hay là nương dựa vào trong một đối tượng, trong một con người đáng tin. Tin quyết là tin và hết lòng đặt kỳ vọng mình vào trong đối tượng tin kính, tin tưởng, hay còn gọi là đức tin của tâm hồn. Và Gióp là người đã trải nghiệm lòng tin quyết, cho nên ông đã từng tuyên bố rằng: dù Chúa giết tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Điều đó được chép cho chúng ta ở trong Gióp đoạn 13 câu thứ 15. Nên đời sống của con dân Đức Chúa Trời ngày nay, chẳng những chúng ta cần đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, mà càng phải tin quyết nơi Chúa một cách trọn vẹn. Dẫu rằng trên linh trình đức tin của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều thách thức trong cuộc chiến thuộc linh này. Dẫu vậy, thách thức không phải là điều bế tắc, không phải là điều quá gay go để có thể nhận chìm cuộc đời của chúng ta. Những thách thức trên linh trình sẽ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em trải nghiệm những chặng đường từng bước chúng ta chiến thắng trong đức tin, và giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em trải nghiệm được quyền năng, sự nhân từ, lòng thương xót của chính Chúa. Và chúng ta sống động ở trên trần gian này với cuộc đời đầy tràn hy vọng và lý thú, như chính sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở cho chúng ta: khi trao gửi mọi điều lo lắng mình cho Ngài, thì chúng ta sẽ trải nghiệm được sự chăm sóc của Chúa để chúng ta yên nghỉ trong Cha mỗi ngày. Lời của Chúa ở Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 21 đến câu 28, quý ông bà anh chị em vừa nghe tuyên đọc đó, đây cũng là một phân đoạn thật là quen thuộc với chúng ta. Nhưng ở đây gói ghém nhắc nhở cho chúng ta những điều thách thức, đồng thời cũng cung ứng cho chúng ta những chiến thắng đầy kịch tính khi chúng ta đặt lòng tin quyết ở nơi cứu Chúa của mình. Những gì tôi nhận được từ nơi Chúa thách thức cho lòng tin quyết của chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh này: thứ nhất, đó là phải nhận biết tin quyết là lẽ sống còn của cuộc đời mình. Ở trong câu 21 và 22, Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Sảy có một người đàn bà đến từ ca xứ Canaan, từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nguyên nhân người đàn bà này đặt lòng tin quyết ở nơi Chúa đó là vì bà có một người con gái đang bị quỷ ám. Và Kinh Thánh dùng từ để mô tả cho chúng ta là khốn khổ, cần được Chúa cứu giúp. Với người đàn bà này thì sự đau đớn của con gái cũng là chính nỗi đau của mình. Những gì mà người con gái mong đợi chữa lành, và nếu người con gái này được chữa lành cũng có nghĩa rằng bà được chữa lành ngay trong trái tim thổn thức của bà vì tình yêu của người mẹ dành cho con. Động cơ để có thể bà tìm đến và đặt lòng tin quyết nơi Chúa, câu chuyện ghi cho chúng ta ở tại đây: người đàn bà đến và thưa với Chúa: lạy Chúa,
Bà hàm ý nhận rằng Chúa Giê-xu là đấng từ Đức Chúa Trời đến, nhìn nhận thần tánh của Chúa ngay ở trong lời xưng gọi của mình. Chưa hết, bà còn gọi rằng Chúa là con cháu vua David. Đây là một danh xưng ở giữa vòng những người Do Thái để gọi Chúa Giê-xu là đấng Messiah hay là đấng cứu chuộc. Chỉ có những người Do Thái họ mới dùng danh xưng này. Nhưng bà lại là một người Canaan, nhưng bà vẫn dùng danh xưng đó để gọi, bày tỏ lòng tôn quý của mình đối với Chúa. Người đàn bà này đã từng nghe biết Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc quyền năng, thi hành phép lạ, chữa lành cho nhiều người. Vì nhu cầu của bà có một nhận thức, quyết định rời khỏi những gì của bối cảnh, của tôn giáo, của chủng tộc, mọi hàng rào ngăn cách, bà quyết định để đi theo sau Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Ở tại đó, bà cất tiếng lên trong đức tin, hy vọng nơi cứu Chúa. Nài xin Chúa cứu giúp, chữa lành. Nó hàm ý cả chữa lành cho con gái của bà và cũng chữa lành cho chính bà nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngày nay ở trong ân điển, trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có thể đến với ba ngôi Đức Chúa Trời để kêu xin, để tương giao với Chúa, để bước đi trong linh trình với cả lòng tin quyết. Vấn đề tại sao chúng ta có thể đặt lòng tin quyết ở nơi Chúa? Bởi vì ai nấy chúng ta đều biết rằng chính Chúa là đấng có lòng thương xót, và lòng thương xót đó vô lượng, Ngài dành cho tất cả mọi con người, đáp ứng mọi nhu cầu cho những con người cần đến sự cứu giúp của Chúa. Chúng ta đến với Chúa để tìm kiếm và đặt lòng tin quyết, bởi vì tôi với quý ông bà anh chị em, ai nấy chúng ta trong cuộc sống của mình đều có những nhu cầu, và thậm chí đó là những nhu cầu thiết yếu của sự sống còn, mà nơi trần gian này không ai giúp chúng ta được, chỉ có nơi chính Đức Chúa Giê-xu Christ hay cả Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúng ta đến đặt lòng tin quyết của mình nơi Chúa bởi vì danh của Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, danh của Chúa Giê-xu là đấng chữa lành, danh của Chúa Giê-xu là giải pháp cho mọi vấn đề ở trong cuộc đời của chúng ta đối diện. Không phải chỉ cá nhân chúng ta, nhưng Ngài còn là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề của cộng đồng khi chúng ta sống ở giữa họ. Và chỉ có Chúa Giê-xu mới là đấng tôi, quý ông bà, anh chị em đáng tin. Ngài chính là đấng mà chúng ta cần phải trao gửi niềm tin của mình. Không phải chỉ đặt vì cớ Chúa là đấng đáng tin cậy, mà lòng của chúng ta quyết tâm neo chặt lòng tin của mình ở nơi Chúa. Ở trong một phương diện nào đó, con người chúng ta sống mà nếu không có niềm tin, không có ý chí để có thể quyết tâm tin cậy một điều gì đó, thì chúng ta sẽ là một con người sống không có định hướng, không có lý tưởng, không có mục tiêu để theo đuổi. Và chắc chắn chúng ta sẽ là một con người sống ở giữa đời, nhưng chúng ta chết mất ở trong vô vọng, ở trong sầu khổ. Bởi vì ý chí của lòng tin quyết đó, nó sẽ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em có thể nhìn thấy được đời của mình nó tươi vui, tương lai của mình là một tương lai có ánh sáng. Và đây là điều cần thiết cho cả nhu cầu tinh thần lẫn thuộc linh của chúng ta. Sự tin quyết là lẽ sống, là niềm hy vọng của tôi, của quý ông bà anh chị em khi chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì Kinh Thánh bảo đảm cho tôi với quý ông bà anh chị em ở trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 15 rằng: ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì người đó sẽ được yên ổn vô sự. Vấn đề ở chỗ, con người của chúng ta đang sống động ở trong thế giới này, chúng ta thường có những điều suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mà lại lười suy nghĩ hay là lười tư duy về tâm linh, về nhu cầu thật của cuộc đời mình.
Chúng ta thường có những suy nghĩ bàn bạc ở giữa trần gian này, những điều không có sâu sắc, những điều có thể tầm phào, nhưng mà chúng ta lại quan tâm tới mà không tập trung vào những nghĩ suy, những nhận thức cần yếu cho cuộc đời của mình. Chính vì vậy, nhiều con dân của Chúa có danh là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại là những người chểm mảng trong đời tin kính. Chúng ta trở nên tín đồ của một tôn giáo, thành viên của một tổ chức, nhưng không phải là những con người đặt lòng tin quyết trọn vẹn nơi Chúa để có thể thay đổi những nghĩ suy, để có thể tìm thấy cho mình ánh sáng ngay trong con đường tin kính đang bước đi với Chúa, dẫu chúng ta đang đối diện với rất nhiều những thách thức trên lên trình theo Chúa. Cho nên thách thức đầu tiên trong cuộc đời của người Cơ Đốc để có thể sống trong tin quyết, đó là chúng ta phải tập trung để nghĩ suy, nhận thức một cách mới mẻ về Đức Chúa Trời, về chính đời sống cá nhân của chúng ta, về cả nhu cầu cuộc đời mình, để hết lòng hết sức đặt tin cậy nơi Đức Chúa Trời, bởi vì đó là lẽ sống cho cuộc đời của chúng ta, đó là mục tiêu chúng ta nhắm tới, đó là lý tưởng của cuộc đời mình. Điều thứ hai mà chúng ta thấy được ở đây, đó là một người đặt lòng tin quyết phải đối diện, đó là đối mặt với những trở lực cần vượt qua. Từ câu 23 đến câu 27, phần đoạn kinh thánh này đề cập cho chúng ta người đàn bà với cả lòng tin quyết và khiêm nhường. Câu chuyện ghi lại rằng bà là người đi đằng sau Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Dẫu vậy là một người có lòng đơn thành tin quyết nơi Chúa, nhưng người đàn bà xứ Ca-na-an này vẫn đối diện với những thách thức. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở đây những thách thức trở lực mà bà đối diện đầy kịch tính sống động, và dường như từng bước cao hơn thách thức đó ở trong cuộc đời của bà để có thể chiến đấu và chiến thắng. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây trong câu 23, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Sự yên lặng của Chúa. Người đàn bà Canaan, bà biết mình là một người có một bối cảnh ở trong một dòng tộc bị người Israel kể là ô uế và coi như là kẻ thù truyền kiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Matthew ghi lại rằng Chúa Giê-xu lại bước vào vùng đất xứ sở của bà đang ở, đó là Tidon và Syrơ. Ở tại đây, nói một cách khác, Chúa Giê-xu đi vào vùng đất này, vượt ra khỏi biên giới của người Do Thái, cũng đồng một nghĩa rằng Chúa mở một cánh cửa hy vọng cứu rỗi dành cho những con người ở tại đây, những cộng đồng ngoài Do Thái. Và người đàn bà này là một người mặc dầu là ở nhà nội trợ vân vân, nhưng mà bà đã tiếp thu rất nhiều thông tin tốt lành. Một con người bén nhạy nắm lấy liền cơ hội này để đến với Chúa. Nhưng ngay trong bước đầu tiên của cuộc chiến thuộc linh, bà đến trình bày với Chúa rằng: lạy Chúa, con cháu vua David, xin cứu giúp tôi, vì con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Dẫu vậy, bà nhận được một gáo nước lạnh, Chúa chẳng đáp một lời. Ở đây chúng ta thử hỏi xem có phải Chúa Giê-xu nhẫn tâm trước tình cảnh đáng thương của người đàn bà này không? Câu trả lời là không. Nhưng Chúa Giê-xu ở đây đang có phép thử của Chúa với con người muốn đặt lòng tin quyết nơi Ngài. Chúa Giê-xu yên lặng không có nghĩa rằng Chúa từ chối với người đàn bà này. Chúa yên lặng bởi vì thời điểm của Chúa hành động chưa đến. Điều thứ hai, trong câu 23 phần B, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang đằng sau chúng ta. Bà tiếp tục đối diện với một
Cái gáo nước lạnh thứ hai đó là ngăn trở từ đám đông. Vừa nhận chịu sự im lặng của Chúa Giêsu, có một chút gì đó suy nghĩ chắc, nhưng mà người đàn bà này vẫn tiếp tục kêu vang với Chúa. Những môn đồ đi sau Chúa Giêsu, bên cạnh Chúa Giêsu, họ cảm thấy khó chịu, bực bội lắm. Các nhà giải kinh nói rằng một phần là vì họ có cái định kiến chủng tộc, họ xem thường người Canaan và nghĩ rằng đây là những con người không bao giờ nhận được sự cứu rỗi đâu. Đồng thời, người đàn bà này kêu vang quấy rầy liên tục, nên các môn đồ đến gần mà nài nỉ với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa đuổi cái người đàn bà này đi về đi cho nó bớt ồn ào chi phối mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh ghi cho chúng ta ở đây là không thấy người đàn bà lui bước. Lòng tin quyết của con người nó không phải chỉ nằm ở lý trí, không phải chỉ ở trong một phần của ý chí, mà phải là trọn vẹn cả tâm hồn. Để chúng ta trở nên một người có thể đặt đức tin nơi Chúa trọn vẹn, đức tin là một điều có cần thiết trên đời sống của tôi với quý ông bà anh chị em. Nhưng để đức tin của mình lớn lên, thì Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng, Chúa biết hết tất cả mọi điều, Ngài đi trước khi chúng ta đi, và Chúa có kế hoạch cho từng đời người. Vì vậy Chúa dạy dỗ cho chúng ta và Ngài đưa chúng ta vào trong trường thử luyện, để trên linh trình đức tin của người Cơ Đốc, chúng ta có thể đối diện với nhiều chặng đường, mà tôi gọi ở đây đó là chặng đường của thử thách. Có những trở lực dường như chúng ta phải thu mình trở lại, phải rời bỏ lòng tin quyết, nhưng đó là những chặng đường để làm cho chúng ta trưởng thành, chiến đấu và đạt đến những thành quả trong đức tin. Cuộc sống của ông bà anh chị em hàng ngày, trong những ngày chúng ta đi theo Chúa đó, có lúc chúng ta có nhu cầu, có nhiều điều gấp gáp, dường như là cái chuyện mà chết nó đến bên cạnh chúng ta vậy, bối rối, bất an. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa cầu nguyện có nhiều khi một ngày 4, 5 lần, 7 lượt. Nhưng mà ông bà anh chị em đã từng trải nghiệm thế nào? Dường như khi chúng ta kêu gào như vậy mà Đức Chúa Trời vẫn cứ yên lặng, không thấy Chúa trả lời. Phút 59 của giờ thứ 23 rồi mà vẫn chưa thấy Chúa trả lời. Nghi ngờ, mệt mỏi, lầm bầm, trách cứ Chúa: Chúa ơi, con sắp chết rồi, mà sao con cầu nguyện mà Chúa cứ yên lặng hoài như vậy, Chúa không đối hoài gì tới con cả. Rồi bắt đầu kể, thậm chí có lúc kể công nữa. Nào là con tham dự ban hát lễ, nào là con dâng tiền, nào là con đi nhà thờ trung tín, vân vân và vân vân. Nhưng ông bà anh chị em, sự yên lặng của Chúa không có nghĩa là Chúa không có đoái đến, không quan tâm đến từng ông bà anh chị em là con trai con gái của Chúa. Nhưng mà như tôi vừa nói là Chúa có trường huấn luyện để thử luyện đức tin của tôi với quý ông bà anh chị em. Và có đôi lúc chúng ta nôn nã để liên tục cầu nguyện như là những viên đạn pháo kích vào tường thành của Chúa vậy. Để làm gì? Ngầm ý nói rằng: Chúa ơi, Chúa hành động theo ý con. Giờ con thấy tốt nhất là giờ này nè, thời điểm này nè. Mà nếu Chúa không làm nghĩa là Chúa không có tốt bằng con. Nhưng mà Chúa có thể nói với quý ông bà anh chị em: con có biết một mà con không biết mười. Cho nên ở trong thời điểm này ta đang nghe con cầu nguyện, ta biết từng tình cảnh chi tiết và biết thấu được bí mật của lòng con đang đối diện với điều gì nữa. Nhưng thời điểm để hành động của ta chưa đến, chờ đó. Mà chúng ta nôn nã không có chờ đợi Chúa được. Và hãy tin quyết rằng Đức Chúa Trời đấng nhân từ, tình thương của Chúa không bao giờ vơi cạn. Và tất cả mọi việc xảy ra cho tôi với quý ông bà anh chị em
chỗ có ý định của Chúa, và đó là ý định tốt lành, tốt nhất cho con dân của Ngài. Vì vậy vẫn có một cánh cửa hy vọng. Chúa yên lặng, chưa từ chối. Vẫn còn có một cánh cửa để tôi và quý ông bà anh chị em bước vào. Và ở tại nơi đó, chúng ta phải tìm thấy được rằng thời điểm của con khác với thời điểm của Chúa. Suy nghĩ của con khác với suy nghĩ của Chúa. Cho nên con vẫn tiếp tục bám theo sát Chúa. Con không rời Ngài một bước nào, dẫu Chúa đang yên lặng trước hoàn cảnh của con. Và chẳng những như vậy, không phải chỉ mình với Chúa đâu, nhưng mà đám đông vẫn có ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta đang nhóm ở trong một hội thánh đông đúc. Mình qua nhìn người này, qua nhìn người kia, mình thấy ô sao đây là những con dân của Chúa tốt, những người sốt sắng với công việc nhà của Chúa, những người được gọi là người cơ đốc. Nhưng trong thực tế, ở đâu đó vẫn có những lãnh đạm, vẫn có tinh thần thế gian, và thậm chí có những con người bày tỏ ra một nếp sống hoàn toàn phi cơ đốc. Khi mình thiết tha muốn đến với Chúa, lại đối diện với những điều này, âu đó cũng là một hàng rào ngăn trở, khiến cho tôi, quý ông bà, anh chị em nản lòng chùn bước. Không phải chỉ cái nhìn, mà đôi lúc có những con người này họ ra tay, họ bật lên những thông điệp lắm chuyện, rời khỏi, yên tĩnh, dường như họ muốn ngăn trở chúng ta đến với Chúa, dường như họ sẵn sàng đẩy chúng ta ra ngoài cộng đồng của những con người tin kính Đức Chúa Trời. Ngó như đây là những trở lực. Nhưng xin thưa rằng chúng ta phải có những suy nghĩ. Đám đông là một hàng rào cản trở đó, nhưng ở bên phía sau đám đông đó thì Đức Chúa Trời của chúng ta đang hiện diện. Chúa vẫn nghe tiếng nài xin của chúng ta. Chúa đọc biết tất cả mọi nhu cầu của tôi với quý ông bà anh chị em, và Ngài chính là nơi nương dựa vững chãi cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Đám đông không phải là điểm chúng ta tập trú vào để kỳ vọng, để tìm kiếm sự trợ giúp. Điểm tập trú của chúng ta, Chúa Giê-xu, chứ không phải đám đông, không phải những con người xung quanh. Cho nên người có lòng tin kính còn phải bám sát với Chúa từng bước một, và đừng để cho ma quỷ nhân dịp nêm vào trong trí tôi với quý ông bà anh chị em một chút nghi ngờ nào đó. Và khi chúng ta để cho lòng nghi ngờ xuất hiện thì làm cho chúng ta lay động đức tin, chúng ta có thể lùi bước. Nhưng con dân của Chúa ngày nay cần phải vượt qua những trở lực đó, đặt lòng tin quyết nơi Chúa, bởi vì Chúa đang hiện diện, Chúa đang lắng nghe, và chắc chắn có những ánh mắt nào đó Chúa hướng về chúng ta để có thể canh chừng, nắm lấy, nâng chúng ta lên ở trong tình yêu, trong sự nhân từ, cứu giúp của Chúa. Chúng ta cần phải tiếp tục neo chặt ở trong Ngài, tiếp tục có những lời nài xin cho đến khi chúng ta nhận được điều có cần của mình từ nơi Chúa, bởi lòng nhân từ thương xót vô biên của Ngài. Vượt qua ngăn trở của đám đông cũng là một thách thức cho tôi, quý ông bà, anh chị em, để mình đạt được một bước tiến trong cuộc chiến thuộc linh và chiến thắng cho Chúa. Thứ ba, từ câu 24 đến câu 27, trên linh trình của lòng tin quyết, chúng ta cũng đối diện với sự ngăn trở của vị trí thứ tự ưu tiên. Câu chuyện này ghi lại rằng trải qua hai trận chiến của lạnh lùng mà người đàn bà xứ Canaan này phải đối mặt, bà vẫn là người kiên trì, bám sát, không lùi một bước nào. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu lại bồi thêm cho bà một điểm nhấn nữa. Sau khi nghe các môn đồ nói hãy cho bà ấy về, Chúa Giê-xu không có trả lời trực tiếp là ngươi đi về đi,
Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng trọng tâm của chức vụ ta ở trong thời điểm này đó là người Do Thái, chứ không phải người ngoại bang. Hoặc nhìn như là tất cả cánh cửa hy vọng đều đóng lại, nhưng câu chuyện không dừng lại mà tăng thêm phần kịch tính nữa quý ông bà anh chị em. Người đàn bà này lại có những suy nghĩ và nhận được điều từ nơi Chúa phán đó. Ngay bây giờ trong thời điểm này thì ta đến vì cớ người Israel, nhưng dân ngoại bang có thể sẽ nhận được sự cứu rỗi trong tương lai. Bằng chứng là ngay bây giờ ta vượt khỏi ranh giới của người Do Thái, của biên cương Do Thái, và đang tiến vào Tyre, Sidon, Canaan đây mà. Người đàn bà nắm cái ý tưởng đó và bà sẵn sàng tiếp tục đến với Chúa. Nói nữa, Kinh Thánh ghi cho chúng ta ở đây, người đàn bà tiến lại gần, không có rời xa mà tiến lại gần, quỳ gối xuống trước mặt Chúa rồi thưa với Ngài: lạy Chúa, xin cứu giúp tôi. Người đàn bà quyết định đặt niềm tin của mình trọn vẹn bám sát với Chúa, vì đó là quyền của bà, cơ hội dành cho bà. Và bà mong đợi rằng bà sẽ nhận được lòng thương xót, ơn cứu chuộc, quyền năng từ nơi Chúa. Chưa hết, Chúa Giê-xu bồi thêm cho bà một bước nữa, đưa ra một luận điểm. Chúa nói rằng: ta nghe người nói thì hay đó, nhưng mà không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con nó ăn. Cái từ chó con ở đây vắn tắt là không phải dùng mang cái ý khinh thường, nhục mạ, nhưng đây là một cách chơi chữ của Chúa Giê-xu. Chó con nói đến một con thú cưng được yêu quý, không phải ở bên ngoài mà nó được nhận ở trong gia đình. Người đàn bà này tiếp tục hiểu được ngay cái ý rằng Chúa nói rằng không nên lấy ân điển vốn được dành cho người Israel, bây giờ lại cho một người dân ngoại vui hưởng. Nhưng ở đâu đó người đàn bà này hiểu rằng không phải chỉ là người Do Thái, mặc dù người Do Thái được đặc ân, nhưng mình là người Canaan. Dẫu vậy bây giờ thì Chúa vẫn có thể nhận mình vào ở trong gia đình cứu chuộc của Chúa. Có một cánh cửa được mở ra. Cho nên bà thưa với Chúa ở trong phút chót này rằng: thưa Chúa, Chúa nói thật là chính xác. Bởi vì con không phải là người Do Thái, con không xứng đáng nhận được ân điển của Chúa. Nhưng xin Chúa cho con có thể hưởng một phần nhỏ ở trong ân điển đó, để cho chính con và con của con kinh nghiệm sự chữa lành. Ô ông bà anh chị em, cả một cuộc chiến, bước lên từng bước từng bước. Khi mà học xong lớp 1 rồi, Chúa cho lên lớp 2, Chúa cho lên lớp 3, để có thể trưởng thành hơn. Ở trong thực tế cuộc đời tin kính của chúng ta, có đôi lúc chúng ta dừng lại ở trong phút giây nào đó và nghĩ suy rằng bối cảnh xuất thân của chúng ta, bối cảnh niềm tin của chúng ta trước đây, đẳng cấp của chúng ta ở trong xã hội, vân vân. Tất cả những điều này khi suy nghĩ đến thì sự tự ti mặc cảm cũng xuất hiện ở trong tâm trí của chúng ta. Và tất cả những điều này nó trở nên một cái gì đó làm lùi bước, và thậm chí chúng ta đóng luôn cả những suy nghĩ mở để mình có thể thấy được rằng tình thương, ân điển của Chúa dành cho những con người ngửa trong nơi ân điển sẽ có thể kinh nghiệm được sự ban cho quyền năng từ nơi Chúa. Lắm khi chúng ta lập luận rằng: ô, chỉ có những người này, chỉ có đẳng cấp kia, chỉ có dòng dõi nọ, còn mình mồ côi trong đạo, mình là người lạ lẫm, mình là người tin Chúa đơn thân, vân vân. Xin thưa,
Ân điển của Chúa không hề có một hố ngăn cách nào cả. Tất cả mọi con người ở trong ân điển cứu chuộc của Chúa đều là tội nhân. Hết thảy đều nhận lấy sự thương xót, ân điển Chúa dành cho những con người này. Và khi chúng ta nhìn lăng kính thuộc linh, thì tôi với quý ông bà anh chị em sẽ là khiêm nhường, nhưng kiên định không lay chuyển lại Chúa. Con biết rằng bối cảnh của con, thành phần của con, hoàn cảnh của gia đình con, vân vân, không xứng đáng gì cả. Nhưng con có thể nhận lấy ân điển từ nơi Chúa dành cho con là con người đáng chết, nay có thể được sống ở trong Chúa, nay có thể được kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Với tinh thần khiêm nhường đó, tôi với quý ông bà anh chị em bám chặt lấy Chúa Giêsu, bám sát Ngài để kiên định đặt lòng tin quyết của mình neo chặt không chuyển lay. Hãy nhớ, cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em là một chiến trận thuộc linh. Chiến trận thuộc linh này không có dừng lại ở cấp 1, cấp 2, mà khi chúng ta trải qua được cấp 1 thì Chúa cho chúng ta tiếp tục lên trường thử nghiệm cao hơn, cấp 2, và tiếp tục lên cấp 3, để chúng ta là một người thấy được rằng Đức Chúa Trời sử dụng những tác nhân này, tác nhân kia, rèn luyện đức tin, nung nấu ý chí tin quyết của ông bà anh chị em. Và khi chúng ta khiêm nhường, chân thành, tin cậy, sẽ nhận được điều Chúa ban cho chúng ta. Điều thứ ba tôi muốn nói ngắn ở đây, thách thức cho cuộc đời tin quyết của chúng ta ấy là chờ đợi được Chúa ban thưởng. Cao trào của câu chuyện này nằm trong câu 28. Ngài bèn phán rằng: hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý người muốn. Cũng trong giờ đó, con gái người liền được lành. Người đàn bà này chờ đợi để được Chúa ban thưởng. Bà không có rời Chúa một bước, nhưng đi sát với Chúa từng giây. Bà mong đợi. Những gì mình trình bày, nhu cầu của mình trải ra, sẽ có một thời điểm Chúa sẽ nói gì đó với mình, Chúa sẽ hành động gì đó với mình. Và rồi thời điểm đó, chúng ta không biết bao nhiêu lâu trong câu chuyện này, nhưng mà bây giờ sự chờ đợi của bà đã đến lúc có thể nhận được. Chúa nói: ngươi là người có đức tin lớn. Người đàn bà Canaan đáng chết, không có giá trị gì trong cái nhìn của người Do Thái, nhưng lại được khen ngợi rằng một người có đức tin lớn. Tiếp đến, mọi nhu cầu của bà được thỏa đáp. Không phải chỉ người con gái của bà được chữa lành, giải phóng khỏi quyền lực của tối tăm, trả lại cho một cuộc đời phước hạnh, vui tươi ở giữa trần gian, nhưng nhu cầu sâu xa nhất của bà, trước đây nghe, trước đây biết, nhưng bây giờ bà là người được chữa lành tâm linh, được cứu rỗi từ nơi chính đấng Messiah. Nên thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ người đàn bà này trong giây phút này bà sung sướng lắm. Bao nhiêu thì giờ chờ đợi căng thẳng, có lúc tưởng chừng như mình phải bỏ cuộc. Nhưng khi bà tiếp tục tiến tới mục tiêu thiêng liêng, chờ đợi một kết quả đến từ Chúa, cũng giống tôi với quý vị ngày nay, đang sống mỗi ngày theo Chúa, chúng ta vẫn chờ đợi, vẫn tiến tới. Con mong ước rằng Chúa làm cho con điều này, con chờ đợi Chúa làm điều kia. Nhưng đâu phải nghĩ là đạt được. Có những tiến trình, có những thách thức, có những chiến đấu. Chờ đợi vẫn luôn là một điều nôn nóng, vẫn luôn là một cái thách thức cho chúng ta ở giữa cuộc sống này, và cho cả người tin cậy trong linh trình theo Chúa nữa. Cho nên đòi hỏi người Cơ Đốc của chúng ta ngày nay phải chiến đấu với chính mình.
Coi chừng đôi lúc Chúa đang dẫn chúng ta đi vào ở trong trường huấn luyện, ở trong bài học của Chúa, để rồi Chúa mong đợi chúng ta là một người tin quyết càng hơn, nhưng chính chúng ta lại lùi bước và trở nên người quay lưng với Ngài. Rồi chúng ta lại trách ngược lại. Nhưng kỳ thực ở tại đây chúng ta đang là người bỏ cuộc, chúng ta đang là người thất bại. Và đồng thời không phải chỉ chiến đấu với chính mình, mà chúng ta còn phải vượt qua những trở lực xung quanh. Cứ tiếp tục đặt lòng tin quyết nơi Chúa, để rồi khi ông bà anh chị em và tôi chờ đợi đến một thời điểm tốt lành của Ngài, Chúa cho chúng ta kinh nghiệm quyền năng trong đức tin, sống một đời sống tươi vui, lý thú ngay giữa trần gian. Bởi vì Chúa cứu chúng ta, Chúa không đưa chúng ta về trời liền, không đưa chúng ta ra một cái hoang đảo hoặc là một cái ốc đảo nào đó đặc biệt để sống riêng, mà Chúa đặt để tôi với quý ông bà anh chị em giữa trần gian này nè. Vẫn có hỷ nộ ái ố, vẫn có gian hoa lừa lọc, vẫn có tội lỗi, vẫn có bao nhiêu điều khác, vẫn có những nhu cầu cơm áo gạo tiền. Nhưng ở tại nơi đó, những con người tin kính Đức Chúa Trời sẽ rờ chạm được cuộc sống của mình mỗi ngày có những điều thú vị, có những điều mới mẻ, có những điều thật sung sướng, sống động. Và hy vọng của chúng ta không bao giờ tàn phai, không bao giờ vỡ mộng, nhưng tiếp tục đi lên, và càng ngày càng có thể tin quyết nơi Chúa nhiều hơn. Một câu chuyện kể lại rằng người chồng, anh có tên là Timothy, hai vợ chồng họ đang sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng rồi Lena, vợ của anh, lại được bác sĩ chẩn đoán là ung thư. Ung thư đang diễn tiến, và rồi một ngày nọ thì Lena lâm vào trong cảnh hấp hối, đau đớn trên giường bệnh. Tim là người chồng không hiểu nổi vì sao Chúa là đấng yêu thương mà Chúa lại nỡ để cho vợ anh có những tình cảnh đau khổ, gia đình anh phải đối diện với cảnh bệnh tật như vậy. Trong khi vợ anh, Lena là một người trung tín hầu việc Chúa. Cô vừa là giáo viên dạy kinh thánh, cô là người có thể tư vấn khải đạo cho nhiều người xung quanh mình. Anh ngồi khóc. Anh đặt với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao điều này lại xảy ra? Nhưng ở trong lòng anh vẫn cứ tiếp tục trung tín theo Chúa. Một người bạn ngày kia đến hỏi anh một cách chân thành rằng: Anh ơi, hoàn cảnh của anh như vậy, vợ anh là một người nhiệt tình trong công tác của nhà thờ, anh là một người thường xuyên đi lễ, nhưng bây giờ Chúa cho anh hoàn cảnh như vậy đó, mà sao anh vẫn tin cậy nơi Chúa? Anh có suy nghĩ điều gì để anh có thể quay lưng với Ngài không? Timothy đã trả lời: Tôi vẫn tin quyết nơi Chúa, bởi vì những điều trước đây đã xảy ra cho gia đình của tôi. Mặc dù bây giờ Tim không thấy Chúa của mình hiện diện ở đây như thế nào, nhưng anh nhớ lại rằng ở trong quá khứ, niềm tin của gia đình anh đặt trọn nơi Chúa, thì Chúa đã giúp đỡ, Chúa đã bảo vệ, Chúa đã lo liệu cho gia đình anh nhiều điều. Và đó là những dấu hiệu ấn chứng rằng Đức Chúa Trời vẫn hiện diện trong gia đình anh, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc, và gia đình anh có thể yên nghỉ ở trong tay toàn hảo của Chúa. Cho nên anh đã nói: Tôi biết Chúa, và tôi tin Chúa sẽ hành động trên gia đình tôi, trên vợ tôi, theo cách riêng của Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, sẽ có đôi lúc tư tưởng của chúng ta xuất hiện: mình nên tin theo Chúa nữa không? Mình có bằng lòng đặt niềm tin để bước đi với Chúa nữa không? Hay là mình quay lưng và tìm một điều gì đó gọi là giải pháp tốt nhất cho cuộc đời mình ở giữa trần gian? Xin thưa, hãy nhìn lại tất cả những gì ở trong quá khứ, từ khi chúng ta còn là con người tội lỗi,
Đức Chúa Trời cứu, đặt để chồng chúng ta ở trong nhà của Đức Chúa Trời tại đây. Và Đức Chúa Trời đã hành động chăm sóc lo liệu cho từng cá nhân yêu thương mình trong gia đình mình cho đến bây giờ, để thấy Chúa vẫn hiện diện, Chúa vẫn đang tể trị, Ngài vẫn đang lắng nghe, và Chúa sẽ có thời điểm để hành động điều tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể nói như Gióp: dẫu Chúa có giết tôi thì tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Để như người đàn bà Canaan này ở trong linh trường chiến đấu, và Chúa đã phán với người đàn bà này rằng: thật, ngươi là người có đức tin lớn, điều của ngươi ước ao phải được thành tựu, bởi vì ngươi đã hết lòng tin quyết nơi đấng cứu chuộc của cuộc đời mình. Ước ao. Ông bà anh chị em sáng nay sẽ rờ chạm điều đó, và suốt trong chủ đề quý ông bà anh chị em đang được lắng nghe các đầy tớ Chúa giảng dạy không có vô ích, nhưng giúp cho từng người được nâng lên lòng tin quyết, sống chiến thắng trong linh trình và nếm trải Chúa là ngọt ngào mỗi ngày trong đời sống. Amen.